Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đi Review. Xét về phụ kiện điện thoại thì có lẽ sạc dự phòng là thứ chúng ta không thể thiếu. Tuy nó cần thiết như vậy nhưng rào cản hiện nay lớn nhất đối với người dùng đó là kích thước quá to và nặng. Ngày hôm nay thì Đi Review sẽ giới thiệu bạn một cục sạc dự phòng có kích thước siêu nhỏ, tuy nhiên lại có dung lượng tới 10.000 mAh, dễ dàng để cho bạn mang đi hàng ngày nhé. Mẫu pin sạc dự phòng hôm nay mà mình muss giới thiệu với bạn đó chính là pin Jerry Verger 10.000 mAh. Chưa xét về tính năng thì trước hết thiết kế chính là điểm nhấn lớn nhất ở trên mẫu sạc dự phòng này. Chúng ta cùng thiết kế cực kỳ là nhỏ gọn, mình có thể cầm gọn ở trong lòng bàn tay. Bề ngang của chiếc pin dự phòng này sẽ là 5,2 cm và chiều dày nó sẽ là 2,5 cm. Vì vậy mà chúng ta có thể tự tin cầm nắm, kể cả bạn nữ tay nhỏ nhé, có thể mang đi khắp mọi nơi. Dù là bạn có thể đút vào túi quần, chúng ta vẫn cảm thấy thoải mái. Chi tiết hơn về thiết kế của Verger Jerry 10.000 này thì chúng ta sẽ có một cục pin dự phòng rất nhỏ được hoàn thiện bằng nhựa nhám nhé các bạn nhé. Nhựa nhám này các bạn. Phía trước thì chúng ta có dòng chữ Verger tên thương hiệu. Phía sau thì chúng ta có dung lượng pin và các thông số kỹ thuật. Phía bên cạnh trái chúng ta có một nút nguồn. Nút nguồn ở đây và phía trên là có 4 đèn led nhỏ để thông báo thời lượng pin. Tiếp đó thì ở bên trên là chúng ta sẽ có một cổng USB-C này, một cổng USB-A và một cổng micro USB. Đó là tổng quan về thiết kế của Verger Jerry 10.000 mAh. Các bạn thấy sao? Cực kỳ là nhỏ gọn đúng không? Chuyển qua về mặt thông số thì sao? Verger Jerry 10.000 mAh của chúng ta có 3 cổng sạc như vừa nãy mình có nói. Thứ nhất chúng ta có cổng USB-C, đây là cổng in-out, vừa vào và vừa ra, công suất là 20W. Tiếp theo là cổng USB-A, cổng này thì là cổng ra, công suất là 18W. Tiếp theo là một cổng micro USB, cũng công suất 18W. Vì vậy, đây là một cục sạc có 3 cổng sạc nhanh, kể cả đầu vào đầu ra. Nhưng mà lưu ý các bạn một điều rằng, nếu mà khi chúng ta sử dụng hai thiết bị sạc cho hai thiết bị một lúc, sạc cho hai cái điện thoại, thì cái cổng USB-C này sẽ là cổng sạc nhanh nhé các bạn nhé. Còn cái cổng USB-A này sẽ chuyển về sạc thường, nên các bạn lưu ý điều này. Điều này thì mình thấy dễ hiểu thôi, bởi những mẫu sạc dự phòng ở trên thị trường mình thấy phổ biến đều trang bị như vậy. Khi mà chúng ta sạc hai cổng thì chỉ có một cổng sạc nhanh, nên các bạn cũng không phải lo lắng, bởi đây cũng không phải là điểm yếu của máy. Ngoài ra thì Verger Jerry 10.000 còn được trang bị một tính năng ở đây, hãng sản xuất đã in ngay ở trên vỏ hộp, đó là Smart Power Management. Đây là một bộ quản lý nguồn thông minh, nó có thể hạn chế tình trạng chập hay cháy nổ, nên các bạn sử dụng hoàn toàn có thể yên tâm. Nhắc đến sạc mini ở trên thị trường thì chúng ta đang có 3 loại sạc rất là nổi bật. Thứ nhất đó là Verger Jerry 10.000, thứ hai là Zender Super Mini 10.000 và thứ ba là OK PB i36. Bây giờ thì mình sẽ so sánh qua một chút về thiết kế của Zender Super Mini 10.000 và Verger Jerry 10.000 để các bạn thấy sự khác biệt. Trước hết là chúng ta thấy Zender Super Mini ngắn hơn Jerry về chiều dài nhưng lại to hơn về chiều ngang. Zender Super Mini ăn điểm hơn về phần nhìn, đó là nó được hoàn thiện từ kim loại. Tuy nhiên thì nhựa nhám ở trên Verger Jerry thì nó lại giúp cái viên pin này nhẹ hơn đối thủ khá là nhiều. So về số lượng cổng sạc thì tiếp tục Zender Super Mini lại yếu thế hơn so với Verger Jerry. Đó là việc Verger Jerry có 3 cổng sạc, còn Super Mini chỉ có 2 cổng mà thôi. Hai cổng ở trên Zender Super Mini nó sẽ là một cổng USB-A và một cổng USB-C. Cổng USB-A và USB-C đều cho ra công suất in-out là 18W và nó cũng nhỏ hơn so với 20W ở trên cổng USB-C trên Verger Jerry. Còn một điểm quan trọng nữa đó chính là mức giá của Zender Super Mini mình đang tham khảo ở trên thị trường nó khoảng 690.000. Tuy nhiên thì Verger Jerry nó chỉ là 390.000 đồng mà thôi. Một đối thủ khác mà mình thấy tương đồng với cả Verger Jerry hơn đó chính là sạc OK PB i36. Mẫu sạc này có thiết kế tương tự với những sản phẩm đến từ Verger. Kích thước của Verger Jerry và OK i36 rất giống nhau. Cả hai bộ đôi này đều dài 2,5 cm và rộng từ 5,1 đến 5,2 cm. Tuy nhiên, giống như Zender Super Mini, điểm yếu của OK PB i36 chỉ là hai cổng sạc là USB-A và USB-C. Công suất sạc thì cũng chỉ là 18W chứ không phải 20W như Verger Jerry. Nhìn chung thì với mức giá gần 500.000 của OK PB i36 thì nó không thể nào so sánh được với 390.000 ở trên Verger Jerry các bạn ạ. Nhìn chung thì Verger Jerry mang những tính năng cơ bản của một chiếc sạc dự phòng. Còn trải nghiệm thực tế của nó ra sao? Thì sau một tuần trải nghiệm cùng Verger Jerry và chiếc Galaxy S21 mà mình đang sử dụng, cùng với một số những thiết bị ví dụ như iPhone 12 Pro Max
hay là iPad 2020 thì mình có một số nhận xét như sau. Dung lượng pin 10.000 mAh sạc thực tế của chiếc Galaxy S21 Ultra pin 5.000 mAh thì sạc chưa đầy 2 lần, tức là dung lượng pin chuyển hóa sang điện thoại sẽ rơi khoảng 7.500 đến 8.000 mAh. Dòng điện ra vào thì mình thấy ổn định, không có hiện tượng trồi sụt pin nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Khi mà mình cắm vào Galaxy S21 Ultra thì nó lập tức hiện lên sạc nhanh và thời gian sạc nó khoảng mất gần 2 giờ đồng hồ. Với iPhone 12 Pro Max hay những mẫu iPhone có dung lượng pin thấp hơn thì chúng ta có thể sạc được 2 đến 3 lần khi mà đầy một viên pin dự phòng này. Còn đối với những chiếc iPad 2020 hay là những chiếc Galaxy Tab S của Samsung hay Tab A thì mình có thử sạc thì nó sẽ rơi vào khoảng 1 lần là đầy. Sau một thời gian trải nghiệm Virgo Zeri 10.000 mAh này thì mình thấy một điểm mà mình không thích nhất và cũng coi có thể là một điểm yếu duy nhất ở trên chiếc sạc dự phòng này, đó chính là việc nhà sản xuất chỉ trang bị cho chúng ta một cọng sạc micro USB ở trong hộp mà không phải USB-C hay là cáp Lightning đang rất phổ biến. Tuy nhiên thì mình thấy đây cũng không phải là một vấn đề gì quá lớn, bởi vì cáp Lightning hay là cáp USB-C hiện nay đang được bán khá là nhiều và chất lượng cũng rất là tốt. Ở đây thì mình có gợi ý các bạn một số mẫu cáp tốt giá rẻ đến từ Di Động Thông Minh, nên các bạn nào cần thì có thể tham khảo nhé. Với tất cả những cái ưu điểm vượt trội bên trên thì các bạn nghĩ là Virgo Zeri sẽ có mức giá là bao nhiêu? Virgo Zeri thì đang có mức giá là 690.000, tuy nhiên thì tại Di Động Thông Minh ngay bây giờ các bạn có thể mua được Virgo Zeri đang có mức giá chỉ là 390.000 đồng mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta còn có được lựa chọn in hình ở trên chiếc sạc Virgo Zeri này, nên bạn nào đang có nhu cầu cá nhân hóa chiếc pin dự phòng thì các bạn có thể liên hệ với Di Động Thông Minh nhé. Mức giá rẻ là như vậy, còn chế độ bảo hành thì sao? Để chứng minh cho chất lượng của chiếc pin dự phòng này là cực kỳ tốt thì Virgo đã tự tin công bố rằng chế độ bảo hành đối với những viên pin Virgo Zeri này sẽ là 18 tháng 1 đổi 1. 1 đổi 1 các bạn nhé, không phải là bảo hành sửa chữa đâu nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Vì vậy nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm 100% khi sử dụng viên pin dự phòng này. Dựa vào những điểm mạnh, điểm yếu của Virgo Zeri 10.000 thì mình nghĩ sản phẩm này sẽ phù hợp với tất cả mọi người, từ học sinh này, sinh viên tới những bạn đi làm hay những bậc phụ huynh đều cần một chiếc pin dự phòng. Đặc biệt là những bạn theo chủ nghĩa xê dịch nhé, các bạn hay đi du lịch, hay đi cà phê với bạn bè, hay ra quán cà phê làm việc, thì Virgo Zeri 10.000 luôn trong túi thì mình nghĩ đây là một sự lựa chọn rất là tối ưu. Đặc biệt là những bạn mà đang dùng những mẫu iPhone đời cũ, đã pin đã yếu rồi, hay hết pin, thì mình nghĩ nên sắm một chiếc Virgo Zeri 10.000 này đi. Tóm lại thì ở trong phân khúc dưới 400.000 đồng thì Virgo Zeri là một mẫu pin dự phòng rất là tuyệt vời. Chúng ta có một thiết kế nhỏ gọn này, dung lượng cao này, có sạc nhanh này, đặc biệt là khi chúng ta dễ dàng mang ra ngoài đường. Các bạn thấy sản phẩm này ra sao và các bạn có lựa chọn cái sạc này ở trong phân khúc dưới 400.000 đồng hay không? Hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của DReview để cập nhật những thông tin mới nhất về các sản phẩm công nghệ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.